Hello, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ và luôn thành công. Hôm nay thì mình sẽ đốn vài bụng dừa mọi người, bán cho mấy chị ở xóm trên nha. Mấy chị điện thoại cho mình hỏi mua dừa. Thì dừa này của ông cha mình qua, mình có hỏi ông rồi. Giờ mình sẽ đốn thôi mọi người. Mùi dừa nhìn rất là ngon đó mọi người. Thôi giờ mình sẽ chắc lên xe mình đi giao nha mọi người. Không muốn đi.
Vừa nãy nhìn thấy thèm luôn á. Kiếm bao nhiêu cái? Rồi cái chỉ kia đó bạn. Rồi xong mọi người ơi. Đó, tổng cộng đây là đếm thưa nhiêu cái nha mọi người. Mùa dịch này hết tiền rồi. Này bà Sáu mọi người. Đó, bà Sáu đó. Rồi bây giờ mình giao rồi mọi người, đợi cho mấy chị lại đấy nha. Bây giờ mấy chị đưa tiền á mọi người. Đưa 20 đi quê. Có lẻ đâu nè. Đâu, bao nhiêu? Quá khổ luôn mọi người. Trời, tính năng ơi là trời. Quá khổ có tiền. Mình khổ hết mọi người ơi. Thêm nữa. Thêm nữa. Trái 10 ngàn hả? Ừ, của chị. 6 trái. Thế ra nhiều. Là 70 ngàn. Tiền công dẫn chén lên đó. Quá chú bờ quá mắc rồi. Tiền công dẫn chén lên đó mọi người. Mình chú bệnh bờ bán quá mắc rồi. Đây, Ngọt lấy tiền thêm con ơi, thiếu rồi con ơi. Có tiền nha mọi người. Là cô phần của chị là 6 trái là 60 ngàn. Thì các bạn vừa này ở quê gì có mắc hay ghé gì thì các bạn nhớ comment nha. Thôi chị rồi nè. Gì? Thì là Ngọt trả tiền các bạn. Của mẹ nó 9 trái. Thì 90 ngàn mọi người. Rồi giờ mình sẽ về mọi người ơi. Các bạn mới lớn mà mệt cho mình nè. Ơ cái này mọi người ơi. Quá trời ngon luôn. Mùa dịch khổ rồi mọi người. Nhà ai cũng trồng, nói chung là lo trồng cây muống nè mọi người. Trời ơi. Muống này xào mỡ tỏi ngon lắm mọi người ơi. Thì video mình cũng khá là dài ngon lắm mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người đã theo dõi video.